Trở lại với các nội dung kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện A Lưới có một vai trò đặc biệt đối với ngành giáo dục của địa phương, bởi đây chính là vườn ươm của phần lớn nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của huyện miền núi này trong 40 năm qua. Đóng góp vào công tác chuyên môn của nhà trường không thể không nhắc đến vai trò của tổ chức công đoàn, điểm tựa cho nhiều phong trào thi đua. Ghi nhận của phóng viên truyền hình huyện A Lưới. Trường Trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện A Lưới thành lập cách đây 40 năm, là nơi đào tạo các con em đồng bào dân tộc thiểu số được chọn lọc từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Trong vài năm trở lại đây, không chỉ dân tộc thiểu số mà ngay cả dân tộc Kinh cũng được học trường này. Chất lượng dạy và học ngày càng cao. Năm học qua, học sinh giỏi đạt trên 61%, khá trên 14%. Rất nhiều cựu học sinh đã trưởng thành. 100% học sinh được công nhận tốt nghiệp. Thầy và trò đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Để có được những kết quả trên thì vai trò của tổ chức công đoàn hết sức quan trọng, bởi tổ chức công đoàn đã phát động các phong trào thi đua gắn liền với các công việc chuyên môn. Thực hiện cuộc vận động là dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm, hoặc là cái cuộc vận động mà thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Và cũng trong năm học vừa rồi thì có một cá nhân là đồng chí Hồ Xuân Tài, bí thư chi bộ, đã nhận được cái giấy khen của huyện ủy về việc thực hiện chỉ thị 05. Thì với vai trò là giáo viên thì tất cả đoàn viên công đoàn đều nhận thức được cái vai trò của mình là giáo viên, thì luôn luôn phải nâng cao tay nghề, rèn luyện và làm sao mà sưu tầm thật nhiều kiến thức để truyền đạt cho các em. Thì trong năm học vừa rồi 10 đồng chí đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, và có 5 đồng chí là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó là có 6 đồng chí là đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua. Về phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nhà trường đã vinh dự được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị cấp trên tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, công đoàn 3 năm liền được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen. Trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, ngoài tham gia nộp đầy đủ quỹ, còn đảm nhận chăm sóc hai gia đình có công với cách mạng gặp khó khăn. Tổ chức công đoàn trường luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, là nơi thể hiện tình yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình đoàn viên gặp khó khăn, hoạn nạn. Công đoàn nhà trường thực sự là ngôi nhà chung thứ hai của mỗi đoàn viên công đoàn. Là giáo viên gắn bó 36 năm trong trường, từ khi ngôi trường còn sơ khai, có lẽ thầy giáo Trần Văn Tý là người cảm nhận chân thực nhất, sâu sắc nhất về hơi thở của tổ chức công đoàn tại đây. Các cái đoàn viên ở đây là giảng dạy ở đây là hầu như là khi lên ở Lưới thì rất là khó khăn và cũng rất là sợ sệt, nhưng mà dần dần là không muốn về, đa số như vậy. Và ở quanh đây cho nên cái phát triển của cả nhà trường và công đoàn nó rất là thuận lợi. Cái luồng thuận lợi thứ hai là trong cái tổ chức công đoàn thì hầu hết là ban chấp hành công đoàn là có kinh nghiệm, có nhiệt tình đó, và có sự là thắt chặt cái sự đoàn kết với nhau. Để tổ chức công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác dạy và học chất lượng thì rất cần sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền và của công đoàn cấp trên. Chúng tôi luôn luôn suy nghĩ về thứ nhất là về chất lượng giáo dục. Thì hiện nay thì mặc dù là trong nhiều năm học qua thì trường chúng tôi học sinh cũng đã đạt được nhiều cái kết quả, nhưng mà chúng tôi cố gắng phấn đấu trong năm tới làm sao mà để trong các cuộc thi của cấp huyện hoặc cấp tỉnh thì chúng tôi cũng mong là đẩy mạnh cái mũi nhọn, và chúng tôi ngay từ đầu chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch là bồi dưỡng cho học sinh giỏi, và như thế là chúng tôi đã áp dụng cái kế hoạch đó làm sao để chúng tôi mang lại những cái nội dung đó để chúng tôi tham gia các cuộc thi để chúng tôi đạt được những kết quả cao hơn nữa. Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của tổ chức công đoàn trong nhà trường, tin tưởng rằng công đoàn trường trung học cơ sở dân tộc nội trú huyện nhất định sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa, góp phần quan trọng trong sự nghiệp trồng người, xứng đáng với danh hiệu là ngôi trường đạt chuẩn quốc gia tại huyện miền núi.